Dạ thật ra là cái mô hình này là có cái anh khóa trước hỗ trợ. À, ở trường mình hay là trường khác? Dạ trường mình. À, rồi thì cái phần mô hình thì mấy em hỗ trợ thì cũng cũng không không thành vấn đề, nhưng mà quan trọng là mình nắm được và mình vận hành điều khiển hệ thống là ok rồi. Rồi thì cái phần cứng như vậy rồi rồi nạp chương trình vô là chưa nạp đúng không? Có nghĩa là cái phần cứng tủ điện với cái này là em mới vừa lấy về thôi, chứ còn em chưa có lắp ráp vô rồi để thử đúng không? Là cái này là lắp lắp lại hết thầy. Lắp lại hết à? Nhưng mà cái mô hình cũ hồi đó người ta cũng đã chạy rồi mà. Nhưng mà nó mất hết rồi. Là đó là cái phần UC, còn cái phần chương trình xử lý thông minh cho đó thì như thế nào? Phần Cái Vision Hot này là ở đâu đây, là như thế nào đây? Cái camera đó là ở đâu đó em? camera này là cũng cũng mình nó hỗ trợ luôn thầy. Giờ đi làm giờ những cái lập trình để xử lý ảnh. Nhưng mà cái camera nó đặc điểm thông số nó như thế nào, em nói sơ về nó, em đã lấy ảnh của nó từ đó chưa, em xử lý chưa? Dạ hiện tại thì nó em mới mới mô phỏng trên phần bài trắng với thầy chứ camera nên tụi em vẫn chưa xác định được lịch. Chị lấy à? Dạ chưa, camera em chưa lấy camera về. À, còn cái phần xử lý ảnh bên bài trang bài thân của em á là làm tới đâu rồi, mở thực Dạ. tế Tuần tuần trước tụi em có kết quả rồi. Hoàng nó không bực có cái video Hoàng. Video Có video của Phúc á, Phúc có làm gì sự được. dạ, có. Dạ em xin lỗi là tại vì em mới bị out. À, có thì mở lên coi thử. Dạ thầy thấy màn hình chưa? Rồi anh để thấy cái con ở đây là Dạ rồi ở đây là em dùng cái mạng gì em xử lý em? dạ mạng VGG 16, cái này chỉ có phân loại thôi chứ chưa chưa có biết được cái vị trí của vật thể, Ok. tại vì cái chai của em nó cũng khá là nhỏ. Ok. Rồi. Thì đợi một tí, nó chưa có lên. Cái đây là cái code này là sau khi em đã train VGG 16 rồi em lấy ra cái tổng số rồi em mới chạy đúng không? Chứ còn cái Dạ phần đúng rồi. train của đó là em train trong cái chương trình, em train trên Colab hay là em train đâu? Dạ em trên Vincolab. À dạ, rồi thôi bây giờ train xong rồi đúng không? Train xong rồi lấy tổng số là bây giờ chạy đúng không? Mà không biết sao giờ nó đứng rồi. À ủa sao nó bị gì hả? Thành ra có ra. Nó bị xung đột chương trình hay gì nó đứng rồi này. Nhưng mà mấy bữa nó có chạy không? Dạ có em mở lại cái hôm bữa em đã quay. Cái này là em tự làm hay là ở đâu đây em? Dạ em có tham khảo ở trên mạng nữa thầy. À biết là tham khảo này đương nhiên rồi, nhưng mà ý là cái chương trình này em tự làm hay là ở đâu em? Dạ chương trình thì em có tham khảo ở trên YouTube à. Nhưng mà ý là em tự gen tự tự chạy cái này hay là sao đây, tự chạy thử em lấy trọng số rồi em tùy biến ra cái chương trình này là em tự làm hay hay sao? Dạ thì cái phần code thì của người ta, sau đó em lấy về xong rồi em đọc xong rồi Đây em là cái code này, là code em đang mở này là em làm hay là em có sửa gì trong đây nữa không? có Hay sửa lại chút thầy, là mà máy rồi. em nó bị đứng rồi, để lát nữa em mở lại thầy. Rồi bây giờ em khi mà em train đó là cái tập dữ liệu của em là bao nhiêu ảnh rồi thời gian train như thế nào rồi thông
tần số như thế nào, em có thể giới thiệu sơ với em. Dạ thì em trên là 6.000 ảnh, 3 tập dữ liệu. Một cái là không có cái chai, và một cái là có cái chai nhưng mà không có cái nắp. Một cái là có cái nắp chai. Và trên thì em trên hình như là 30 epoch. Và và em lấy ra được một cái tập quay thôi, em chỉ lấy một cái tập quay em đọc vô thôi. Em là nó nhận dạng ra rồi đầu tiên là cái dữ liệu đó đâu, cái tập dữ liệu đó anh lấy đâu? Dạ, em quay em quay bằng cái camera của cái laptop của em á. À rồi bây giờ em mở cái tập dữ liệu cho thầy coi đi, mở một số ảnh ở trong tập dữ liệu cho thầy coi. Dạ, để em share lại cái màn hình. Đây này, nghe đây là dạ dạ thầy thầy thấy chưa? À rồi thấy rồi. Dạ cái này là cái mà có cái nắp chai á, không có nắp. À hay không có nắp. Rồi cái này là em chụp đúng không? Dạ em chụp em, và rồi sau đó em cắt cái ảnh này là gì? Em quay xong rồi em cắt nó ra. À cái này là em làm thủ công lên cái phần mềm nào? Dạ em lấy Python này em code xong rồi nó quay ra một đoạn video xong rồi em cắt nó ra. Là em xuất cái video đó ra cái dạng PNG đúng không? Dạ thì em lấy hình của cái video đó thôi. Rồi sau đó là kích cỡ của nó là bao nhiêu em cắt ra kích cỡ bao nhiêu? Dạ cái này em resize về là 0.3 của cái hình thật. Sau đó thì khi mình lấy tập dữ liệu thì em mới resize về cái kích cỡ là 128x128. À như vậy các bạn, VGG 16 của em là cái ở vào là cái 128 mà nhân 128 chuẩn đúng không? Dạ. Rồi cái mô hình VGG này là có bao nhiêu lớp, là các cái thông số như thế nào, là em có nắm được không? Dạ để em mở cái này á, là cái phần cái lớp mà CNN đó thì em chỉ lấy cái lớp CNN thôi, còn cái lớp mà fully connect đó thì em chain lại. Fully connect là em làm gì? Là em chain lại cái trọng số của fully connect thôi, còn cái trọng số mà của mạng CNN đó thì em lấy của trang chủ của cái mạng này luôn rồi. À là có cái pre-gen model trước đó rồi đúng không? Dạ đúng rồi, cái pre-gen đó. À pre-gen model là em lấy trên cái tập dữ liệu trên người ta, là lấy trên cái tập nào? Cái pre-gen model á là hình như là ImageNet hay sao? À ImageNet gì đúng không? Dạ. Rồi thì cái đó là em đã có cái tập dữ liệu đó thì em sẽ em trên là em free cái tổng số đó, là em trên cái fully connect phía sau gì? Dạ đúng rồi, em chỉ trên cái fully connect phía sau thôi. À rồi sau đó em có dùng transfer learning gì không, em có trên ngược lại không? Dạ không, cái transfer đó em chưa có làm. À em có chưa làm đó đúng không? À. Rồi bây giờ thì tiếp tục đi, mời tiếp tục đi. Mà sao em mở nó lại không chạy? Mấy đứa nó có chạy không mà sao bữa nay nó lại không chạy vậy? Mới vừa chạy luôn, mà khi mà vào Meet gặp vào Google Meet thì em thấy nó chưa chạy. Rồi bây giờ cái đây là cái chương trình mà kiểm tra đúng không? Rồi.
đây còn đây bên đây đây nó đang lên rồi thầy. à đâu em là đúng Đây khi khi mà có không? cái nắp dài thì nó sẽ đỡ Ừ. là Ừ. Đây là cái gai là đúng rồi, đúng đúng cái gai đó. À. dạ cái này là No, lúc mà cái nắp no phép, đúng không? à, khi em lấy À, cái chai ra thì nó là no bottle. dạ. Ừ. Cái rồi có đúng rồi, ok. Rồi đưa cái ngón tay lên thử coi thế anh. Đưa cái ngón tay lên thử có nhận dạng gì. Đó, đưa hai ngón tay cong cong cái ngón tay là thấy có giống cái nắp chai. Bây giờ em đưa hai cái chai được không, em có hai chai không? Dạ để em lấy nè. À, em đưa hai chai lên lần có nè. Cái thời gian mà em label cái này nó có lâu không, bao nhiêu? Nhãn hả thầy? Ừ. Gắn nhãn thì cái nào mà em quay video á thì ví dụ em quay video là của cái nắp chai thì em chỉ quay cái nắp chai thôi thì nó sẽ vào em cắt cái hình đó vào một cái thư mục. Xong Ừ. rồi từ cái thư mục đó thì có nghĩa là thư mục đó chỉ chứa toàn là cái hình nắp chai không thì em có cái code để đánh nhãn rồi. Mình không cần Ở đánh đây là nhãn. em phân loại là có nắp chai hay là không có nắp chai thôi, chứ còn không có loại nắp chai nào ABC nào Dạ chưa đúng không? À, mình thấy là với mình xem phân loại được có lại nhiều thì lớp đó. Ừ, cái này em mới làm có hai lớp thôi mà đúng không? hai lớp là sao vậy? Hai lớp có nghĩa là nó ra của em là một có nắp, hai là không có nắp thôi gì, hay là nó ra gồm gì nữa? Dạ ba ba class là một là có nắp, hai là không có nắp, và cái thứ ba là những cái trường hợp còn lại là Còn không không có nắp chai hoặc là không có cái chai luôn, không có cái chai luôn á. à không có cái chai, còn những cái dạng mà chai loại gì mà cỡ chừng 5-7 loại gì đó là em chưa có làm cái dạng đó hả? Dạ nếu mà phân loại á, thì em sẽ làm thêm thêm được. Đúng Còn rồi, mà đúng rồi. ví dụ mà phải tìm được cái vị trí của cái nắp chai trên này á, thì chưa có làm. Chỉ có làm là tìm cái vị trí. Thôi bây giờ Dạ mình không có tìm vị trí, mình chưa đề cập đến cái bài toán tìm vị trí mà mình phân loại, nhưng mà ý là ví dụ như cái nắp chai thì ví dụ nắp chai của thằng Pepsi, nắp chai của thằng Coca-Cola hay là thằng Twitter gì đó dạ cái đó thì thì nó có 5-7 loại, 10 loại gì đó thì em em ra nó thêm phân được loại cái đó, thêm được thầy. có được không? Dạ được, cái đó thì em sẽ thêm cái thêm một vài tập dữ liệu nữa, Đúng rồi, đúng rồi. Nó lại thêm vài thì nó cái sẽ biết, nó biết chính xác ra là cái loại nào đó. thì lúc đó em phải chiên lại. Tên lại thì nó đó. Rồi cái chương trình training của em đây, mở sơ này coi thế. Đây là em dùng thư viện của Crash hả? Dạ đúng ạ. À, mở chương trình training này. Tên Dạ. này là tên này là em mở cho cô lát nó chạy đây đúng không? Dạ. À. Đây chương trình của em này. Rồi được rồi, Có kế sẽ rồi. em bọc cái thư viện và Rồi cái này thì em chưa cần phải giải thích chi tiết cái đó để sau này. Bây giờ em giới thiệu sơ cái chỗ mấy cái lớp đó là mấy cái lớp đó là... Rồi, cái đám này rồi, được rồi. Mấy cái lớp chính đây của em ở đây. đây là em lấy một cái em tạo một cái hàm get model, và cái hàm này thì lấy cái model là VGG16, Ừ. em truyền vào cái biến quay là bằng imagenet, thì khi mà vào cái model này thì cái biến, nếu mà cái biến nó bằng imagenet á thì nó sẽ tải cái quay ở trên trên mạng về. Cái quay này là cái quay của cái lớp convolution thôi. Còn cái include top này là em không có lấy cái khúc bằng phone, tức là em không có lấy cái khúc polyconnect vào. Thì do đó thì sau đó em phải khai báo cái phần polyconnect. Dạ đây. Thì dữ liệu đầu vào của em là input là theo kiểu Keras là 128 128 3. Sau đó em dàn mỏng nó ra
flatten cho nó ra. Ừ. Sau đó em bỏ vào cái một một cái layer đen này, tức là đã đi vào cái fully connect rồi. Thì cái phần này thì thôi em không không cần phải giải thích cái gì, bữa sau là mình sẽ giải thích cụ thể hơn. Rồi cái này để kéo qua để thầy coi sơ là được rồi. À, rồi thì cái phần này là phần trend quen đúng không? Dạ. Rồi thầy hỏi nữa là bây giờ cái trước khi em làm cái mô hình VG16 này em đã trend thử cho cái mô hình CNN bình thường chưa hay là như thế nào? Dạ chưa ạ, à, tại vì em có tham khảo thì cái CNN bình thường nó không tốt bằng cái VG16, tại vì nó đúng rồi cái mạng bình thường á là nó sẽ lấy hết cái pixel luôn, thì nó không có giống cái mắt người của mình. Thì cái mắt người của mình thì nó sẽ nhìn vào từng từng cái điểm. Thì cái mạng VG16 này nó cũng hoạt động gần tương tự như vậy, tức là nó sẽ không có cái đầu vào input, nó sẽ tất cả các nốt của nó sẽ không lấy hết. Mà nó lấy cục bộ đó. Rồi. Còn khi mà em train cái dữ liệu này, em có dùng cái augmentation không? Dạ thì cái này không biết có phải là augmentation không thầy. Cái này là cái phần, tức là khi mà bỏ vào thì nó sẽ có xoay cái hình. Đúng rồi, nó là augmentation đó. Đúng rồi, có nghĩa cái là nó xoay, nó sẽ tạo thêm cái dữ liệu từ cái dữ liệu gốc á. Nó xoay, nó lọc và nó sẽ tạo thêm cái phần đó để cho nó đưa ra, là nó xử lý, nó đưa ra thêm một số cái bộ dữ liệu nữa để cho nó trend, cho nó phong phú. Rồi cái rồi thì hôm trước giờ em mới test một cái mạng này thôi hả? Còn cái mạng nào nữa không? Dạ chưa có biết cái mạng đấy. Ví dụ như bây giờ em sau khi em trend cái VG16 này xong á thì em dùng này em nối với một cái mạng khác để mà em làm tiếp thì em có làm không? Ví dụ như cái long short short time memory hay là GRU gì đó là em có thử chưa? Dạ chưa. Cái long short term memory rồi đó. Cái đó đó thì em cứ tìm hiểu thêm rồi mình sẽ có một số cái tùy biến thêm cho nó nữa. Rồi thì tạm thời là cái phần này tới đây là đúng không? Là cái độ chính xác mà khi em nhận dạng cái bộ ảnh của em là như thế nào, bao nhiêu trăm? Tức là lúc mình test đây luôn hả thầy, hay là lúc mình đúng rồi, cái bộ mà trend dữ liệu trend là độ chính xác bao nhiêu trăm, rồi test bao nhiêu trăm, validation là bao nhiêu trăm, test bao nhiêu? Validation thì nó lên tới 90 mấy% nữa thầy. Chín mấy là tốt rồi, em tầm 90 là được rồi. Rồi đúng rồi đó. Rồi cái dữ liệu mà em đưa cho em test thử có cái nào sai không? Thì do cái lúc đầu em lấy nó có cái mặt của em trong này nè, cho nên là lâu lâu nó bị sai, cái này em phải làm lại. Đúng là cái này do cái ảnh, bộ ảnh mà em trên nó chưa có chuẩn về cái dữ liệu. Lúc đầu là do có cái mặt của em chồng. Đúng rồi. Em lấy dữ liệu là lúc đầu nó bị sai. Rồi ok, thì cơ bản là cái phần này thì mấy em cũng đã làm được cái phần training cho basic cho một cái mạng rồi, cái gì là tìm hiểu tiếp nha. Dạ. Rồi. Rồi kết nối với bên dưới là có thử chưa hay là chưa, mới tới đây thôi. Dạ chưa thầy, cái này em mới thử cái model thôi chứ chưa có bỏ xuống phần cứng. Một số cái model hôm trước thầy có gửi là mấy em có thời gian rồi test để mình kiểm nghiệm thêm nha. Dạ. Rồi bây giờ được rồi, thầy mời nhóm số 1 lại đây, số 1 bạn lúc nãy đó bạn. Nhóm 1 rồi xem chưa? Nhờ đợi bạn tí thôi. Dạ em chào mày ạ. Dạ nhóm em thì đại vẫn kiểu như là em vẫn chưa dùng cái dữ liệu là dữ liệu của là cái kiểu như là cái thùng của nhóm, mà em chỉ mới sử dụng dữ liệu là em copy từ trên mạng thôi,
là những cái dữ liệu như là những cái dữ liệu mà em lấy hình hình ảnh trên mạng thôi, là như những cái như cái này làm cái thùng thùng kiểu như những cái thùng này thôi ạ. Em có em dùng cái Zalo hả? Dạ em dùng Zalo. À Zalo version 3 là cái này hơi thấp, không làm version 5 đâu em, nó ra version 5 mà. Version 5 thì em vẫn đang làm, nhưng mà em train thì em đang train, nhưng mà kiểu như em train là em train bằng Google Colab á. Là em thời gian em train là bao lâu? Thời gian em train thì Zalo V3 thì em có train là 2 tiếng thì nó ra một cái tập dữ liệu và em có tải nó về thì em tải về thì em gắn trong cái thư mục này thì em có một cái hay là em đây là cái tập dữ liệu em tải về rồi em có nhận diện thì nó kiểu như là tại vì cái dữ liệu á là em lấy trên mạng nên nó vẫn chưa chính xác rồi, nên khi mà em phát hiện cái em chạy thử cái một cái video như này á thì nó phát điện tương đối. Video nào em? Em có đăng ký à rồi em để em chia lại là em chia sẻ cái. Thì em train bằng Zalo 3, còn Zalo 5 thì em vẫn đang train, nhưng mà train vẫn chưa được. Nói chung mình làm cái 3 trước rồi từ từ cái 5 là làm sao thôi. Em có chuẩn bị dữ liệu cái V5 rồi nhưng mà vẫn chưa được. Như này thì trong thực tế em có một cái video em quay một cái show thực tế bên ngoài thì nó lại kiểu nó lại không nhận diện tốt, tại vì cái dữ liệu em không chụp ra đó. Rồi em chỉ lấy em có quay thử một đoạn thì nó có nhận, nó không chưa xác định chính xác được cái của mình mong muốn. Blue bucket một nên em đang làm thử bằng Zalo V5. Cái bộ dữ liệu của em là bao nhiêu ảnh em? Dữ liệu của em thì ban đầu em lấy 70 em nhớ là 70 ảnh rồi em 71 ảnh này cũng hơi ít ạ. Dạ cái kiểu là thông thường làm cả tầm 900 ngàn ảnh là cái tầm cỡ ngàn ảnh đó là trung bình đó. Dạ cái này là do em chỉ train thử để mình biết làm thôi, còn em của nhóm của em thì em làm cái camera em mua riêng á, nên em vẫn đang định là lấy dữ liệu từ cái camera đó để nó chính xác hơn. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Là bước đầu như vậy thì ok rồi đó, thì cái gì mấy em triển khai tiếp nha. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em rồi thì mời nhóm số 3 đi, là nhóm 1, nhóm 2 là xong rồi, nhóm 3 báo cáo tình hình cho thầy. Đầu tiên là thầy điểm danh lại nhóm 3 đó. Nguyễn Nhật Huy. Nhật Huy có không? Rồi Lê Thị Yến Yến. Lê Ngọc Hiền. Dạ có. Em là Yến hả? Dạ em là Hiền á thầy. À em là Hiền à. Còn Huy với Yến là bắn đúng không? Võ Trung Tín. Hoàng Việt Trung. Dạ có, Hoàng Việt Trung ạ. À chỉ có em Hiền với em Trung hả? Còn ba em còn lại là nghỉ luôn hay sao mà không thấy đây? Dạ em đi ngoài đường thì em không tiện. Tại có biến quả chứ là vẫn. Rồi bây giờ em nói sao, qua bạn này là vẫn làm bình thường mà bữa nay nghỉ thôi là sao? Dạ vẫn là bình thường thầy ạ. Bữa nay bạn ấy có một câu chuyện. À rồi ok, em phải biết kèm cũng đâu nghĩ luôn. Rồi bây giờ tình hình cái nhóm mình là trước giờ là mình làm như thế nào, mấy em có thể bài giống như cái nhóm 1, nhóm 2 vừa rồi cho thầy qua nữa. Rồi
Đó là chúng à, bên chúng đó là dạ đây là nhóm em vừa đã tiếp tục hoàn thiện đồ án nó mô phỏng hiện tại là mấy em có thể trình bày qua là mở chiếu sơ một số hình ảnh để trình bày giống như nhóm một nhóm hai vừa rồi đâu. Dạ hiện tại thì chúng em chưa có hình ảnh để trình bày được thầy ạ, bởi vì là chưa có gì vậy. Ủa bữa nay là gọi nhà hết rồi sao mà chưa có gì ra vậy? Bạn đã bận chút chuyện nên là hôm nay không có trình bày được hình ảnh cho thầy xem về cái mô phỏng. Nhưng mà nhóm em là trước giờ có làm không hay là trước giờ cũng không làm đâu? Trước giờ có làm ạ. Nó làm mà sao chưa thấy kết quả gì đâu vậy? Đã có kết quả nhưng mà hiện hôm nay là bạn làm nhóm trưởng, bạn làm nhóm trưởng không em? Hả? Bạn làm nhóm trưởng? Nói chung là làm việc chung với nhau thôi ạ, nên là cái phần đúng cả thì bạn ấy bận hôm nay, bạn ấy bận ạ. Bạn nào em nói bạn nào bạn bạn nào Huy hay là bạn Yến hay là bạn Tín? Thì bạn Huy ạ. Huy à? Thì là chúng em xin phép nói thầy là buổi tuần sau chúng em offline sẽ vào báo cáo trực tiếp cho thầy xem sản phẩm. Rồi được rồi, là được rồi, ok. À, chưa được không? À, được rồi. Vậy là nhóm này nhưng mà mấy em cũng mới nhớ là tất cả thành viên là đều phải là sẵn sàng cái chương trình, là phải nắm bắt cái chương trình chứ không không ví dụ như khi một bạn mà nghỉ hay lý do gì là coi như cả nhóm không có ai trình bày được, không có ai nắm được cái tình hình luôn, ngay cả cái tình hình của nhóm cũng không nắm được là cái đó là không được. Mình làm chung thôi, trong quá trình làm thì tất nhiên mấy em có phân công bạn này làm cái này bạn kia làm khác, nhưng mà mình cũng nắm được tình hình, với thứ hai là mình phải nắm được kiến thức đó, mình nhắc như vậy. Chứ còn chỉ có trông chờ một bạn mà một bạn như vậy là cũng không được đó. Thì nguyên tắc là mình phải share về mặt nội dung nhưng mà mình phải nắm được kiến thức đó. Chứ còn mấy em như vậy là cuối kỳ là nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm đó. Rồi thì mời nhóm số 4 Liễu Bảo Quốc. Liễu Quốc Bảo ơi, có thầy. Quốc là bạn hả? Liễu Quốc Bảo nha, Quốc Bảo là bạn hả? Liễu hỏi Liễu. Không có không? À có rồi hả? Phú. Dạ có thầy. Chiến. Chiến là bạn hả? Trường. Dạ có. Dạ có. Nghi có không? Dạ có. Tuyền. Dạ có. Ảnh. Dạ có. Ngân. Nhất. Nhất này là bắn này ha. Rồi bây giờ nhóm bóng em bài cái quá trình mình làm như thế nào tới đây như thế nào. À, mời nhóm bốn. Em xin trình bày ạ. Dạ thầy thấy chưa ạ? À, thấy anh. Thật trước đầu tiên thì cái phần này là phần em chạy Zalo V4 á. Cái này em cũng lấy trên mạng trước, em thì test thử trước, tiên thử cái lệnh cho nó chạy này. Thì cái quy trình thì nó sẽ có một cái phần nữa, đó là dùng MQTT đó mà gửi public dữ liệu lên. Cái này là em đang làm gì đây? Em đang trên cái MQTT blocker này. Nó sẽ có một cái phần trung gian này để em gửi dữ liệu từ máy ảnh lên. Sau đó em sẽ dùng một cái mạch ESB để nhận dữ liệu lấy để lên đây lấy dữ liệu về để xử lý bên mạch. Dạ em sẽ chạy thử phần này. Chạy thử cho
Đang nó đang nhận cái gì đây? À, nhận 64 có nghĩa là con chuột nó sẽ có cái phần đây sau cái đã đây thầy. Cái phần này là phần ID của những cái tên là cái file tên đó nó sẽ có một số cái 64. Ở đây thầy là mau là con chuột chuột ha à. Dạ do hồi nãy nó bị lệch một số là có nghĩa không tới 80 mà do cái này nó để lệch một số là từ 1. Đúng rồi thì nó tính từ 0 mà à. Dạ dạ ừ. À, sau khi nó có cái nó sẽ gửi lên phần ở trên này là số 64 ừ. Cái này là em đang làm cái bộ em test thử thôi chứ còn có liên quan gì đến cái mô hình của mình làm không? À, dạ mô hình của em làm thì em đang có cái phần em cũng có đang trên cái phần collab cái phần trên này này mà có một số lỗi cho nên chưa có chạy được. Ừ. À, thì chạy được rồi. Còn cái Yolo đó là em mới test thử cái thuật toán và trên mạng thôi à? Dạ đúng rồi. Ừ. Cái tập còn dữ liệu được là có sẵn hay là em mới tra nên chạy thử thôi gì à. Dạ đúng rồi. Ừ. Còn phần cứng thì tụi em đã lên đồ và mua thì chủ nhật tuần này thì tụi em sẽ tiến hành làm trong phần cứng đó. Ừ rồi ok rồi có gì tiến hành khẩn trương nha. Dạ anh cảm ơn. Ừ rồi được rồi em mời nhóm tiếp theo mời nhóm số 5. Số 5 là để coi thứ có mặt về đúng không? Nhóm 5 là Đăng Khoa. Có ạ. Sinh. Dạ có ạ. Hiếu. Dạ có thầy. Quang Linh. Dạ có ạ. Tín. Hậu. Dạ có. Ôi. Dạ có. Tú. Dạ có. Đang. Dạ có. Trọng. Tính với Trọng này có trước giờ có tham gia không mấy em? Hay là nghỉ luôn rồi? Dạ có thầy. Dạ có thầy, chắc hôm nay là có việc rồi. Rồi, thôi bây giờ nhóm em trình bày đi. Dạ thầy, về phần Debuto AWT bên BOC thì em sẽ viết cái chương trình để hiển thị số cần. Em demo thử một cái chương trình về số cần đo được bằng cái CPU 1214C. À, thì nhóm chúng em sử dụng cái BOC là 1215C DC-DC-C. Nhưng mà do hôm bữa là em demo thử cái chương trình này trên con 1214 em chưa viết lại chương trình. Thì em sẽ sử dụng cái chương trình này để cân thử một số cái khối lượng của vật. Em có hai thì cái chương trình và em sử dụng một cái bài HDMI để hiển thị cái số cân đo được. Đây thì nó sẽ có chế độ bật, chế độ tắt và chế độ chạy tự động và chế độ điều khiển bằng tay. Thì chế độ tự động là khi mình bấm thì nó mới, khi mình bấm thì có cảm biến thì nó sẽ đo và khi không cảm biến thì nó sẽ không cân nữa. Còn chế độ bằng tay thì khi mình chế độ bằng tay thì mình bấm on thì nó sẽ bắt đầu cân và nó sẽ cân liên tục và hiển sắc thì hiển giá trị liên tục lên trên màn hình. Thì về cái chế độ auto thì em sẽ áp dụng vào cái đồ án của mình.
đó là mẹ canh. Còn đây là mô hình em sẽ gắn Excel lên trên một cái mặt phẳng cân, và em sẽ sử dụng cái mô hình như này để em chen cho cái dữ liệu này mà cân trên cái ứng dụng bài thật. Thì về cái phần chen này thì bạn trong nhóm sẽ trình bày cho thầy. Cái phần trên này, cái dữ liệu, cái phần cứng của tụi em mới lát với thầy nên là chưa có lấy dữ liệu, nên là dữ liệu của em này chỉ mới có nhập mấy cái kiểu như em tự cho nên có cần chiếu không thầy? Rồi em chiếu cái chương trình của em thầy coi, em làm tới đâu rồi? Chương trình thì em chưa biết xong, tại vì cái hồi bữa thầy hướng dẫn em là để giảm thiểu chi phí ấy thì dùng Arduino đọc rồi truyền thông qua BOC, nhưng mà cái phần bản thân giao tiếp với Arduino ấy thì phần đấy em chưa có viết, nên là em chỉ mới viết cái đoạn mà nó xử lý thôi à. Cái này là mới cái mô phỏng thôi đúng không? Dạ, mô phỏng thôi, chứ còn mà đỡ mà hoàn thiện thì em vẫn đang viết, em kiểu như nó vẫn bị lỗi nên là em vẫn chưa xong, kiểu như là phải cầm các dữ liệu để em ấy. Còn mấy cái này thì cái nhận dạng là em dùng cái gì cho em có tìm hiểu ở đó chưa? Nhận dạng thì em không có nhận dạng, mà em sẽ test trực tiếp rồi em tạo ra nó cái thư viện thôi, chứ không có nhận dạng này. Không, cái này em dùng cái mạng thông minh của em, là em dùng mạng gì? Em không biết, nhưng mà em tìm hiểu thì em thấy nó thuộc machine learning và Python, thì em thấy nó em dùng cái thư viện Scikit-learn và em dùng cái phần này là cái phần quy hồi đây. Cái hồi quy hả? Thì đúng là cái này là em làm trước đây, nhưng mà cái này thì em làm xong phần này là làm cái mạng long short time memory cho thầy nha. Cái mạng gì thầy? Long short time memory. Tìm hiểu thêm cái đó đúng không thầy? À đúng rồi, cái mạng đó là em sử dụng để em còn cái phần này thì em nghĩ là nó cũng tương đối á thầy, nhưng đúng mà cái phần này thì cái phần này là cái dạng dễ nhất đây. Em làm này trước đi, rồi xong rồi làm cái như thầy nói. Nếu mà chạy cái chuẩn thì em sẽ tìm hiểu thêm cái kia đúng không ạ? À đúng rồi, làm này bởi vì cái phần mà regression này là mình sẽ làm trước nó để mình test thử cái dữ liệu nó như thế nào. Dạ. Rồi, được rồi, như vậy là nhóm có gì làm tiếp tục nha. Dạ. Rồi, mời nhóm số 6, nhóm số 6 là Minh Anh. Dạ có em này. Hải. Dạ có. Trường Vinh. Dạ có. Kỳ. Dạ có. Trung. Dạ có. Long. Dạ có. Vĩ. Dạ có. Thủy. Dạ có. Rồi, nhóm này đủ ha. Rồi bây giờ nhóm trình bày đi. Thầy, em trình bày đây là phần code BOC, thì em sử dụng con BOC INVT và sử dụng thêm hai con biến cần để điều khiển cái vận chuyển. Cái bộ này là em thuê ở đâu đây? Dạ thì cái tủ này nè là của nhóm mà. Hả? Là của nhóm thầy. Là nhóm của tụi em. À em mới mua lại hay là em mua mới em lắp hay là em mua lại? Dạ em mua lại. À dạ. Yeah. Bán thôi em nguyên cái tủ này bao nhiêu tiền đây? À của này của nhớ tôi cũng nhớ là thầy của nhà bạn nhóm trưởng đó. À nhóm trưởng là mua lại à? Dạ nhóm em là được hỗ trợ, bọn em là nhóm cũ của mấy anh trước khóa trước là sử dụng BOC gap với lại dây cũng đi ghép nên bọn em mua lại, em làm chứng tầm là INVT. Còn nhóm cũ là hồi xưa là em nhóm với nhóm nào em? Nhóm với lớp nào? Đây. Bộ khóa mấy anh khóa trước đó thầy. Trước là lớp nào em? Hồi đó là học thầy không? Hay là không? Em không nhớ, anh đó anh Khanh lớp khóa 16 rồi. À vậy là chắc mấy đứa nhóm nó có học rồi. Mà em mua lại của nhóm đó hả? Dạ anh hỗ trợ cho em này.
ok, là em trình bày tiếp em. Dạ dạ. Là em đây phần code BMC, giờ em chỉ cần nạp vô để em nạp cho cái BMC để em chạy thôi. Còn đây là giao diện trên con hai mai nhóm cũng tự viết luôn thầy. Biết là hôm trước giờ test phần cứng chưa hay là mới test trên cái phần mềm mô phỏng thôi? Dạ em code cũng đã hoàn thiện, giờ chỉ cần test vô nạp vô là để test phần cứng rồi. Dạ. Trước giờ là nhóm em có gặp nhau không hay là bữa nay mới có phần cứng? Dạ có thầy, gặp rồi đấu tủ nữa thầy, tủ đấu lại từ đầu. Rồi ok, như vậy là cái phần này thì cơ bản thì cũng ổn rồi đúng không? Dạ. Còn cái mô hình là như thế nào nè? Là xử lý ảnh đó thầy. Không, cái mô hình nhóm em là gì? Phân loại chai gì đây nè? Phân loại chai. Đóng thùng rồi nè, ý là có cái mô hình chai đóng thùng ở đâu rồi? Có không? Là ý là mấy em có làm mô hình là đóng thùng, là đóng đóng thùng cái chai thì có thầy. Có gì không? Thì có mà không có chụp hình này đây. Mở cái đó có cái hình nào không? Em không có chụp hình cái đó thầy, có tại bữa làm tủ có chụp hình có cái tủ đó, thầy. Nhưng mà ý là có cái đó rồi gì? Dạ. Rồi ok. Nói vậy thì phần tiếp theo là phần xử lý ảnh của nó là giống là tới đâu rồi? Là để bạn Minh Anh bạn đó như hắn nó trình bày. Ok. Dạ thầy, là em xài Yolo V5 này. Em Yolo V5 để em trên cái xài Colab để trên cái dữ liệu của nhóm. Dữ liệu của em đưa vô là 5 chai, em đưa vô RoboFlow để em tạo dữ liệu. Em đưa vô tầm 1.000 ảnh. Có 5 class là 5 loại chai của em. Chai công độ, C2, chai Dr. Thanh. Rồi, em chia đây ra để test một cái để trên 10% để test, 10% là valid. Tổng cái tập ảnh của em là bao nhiêu cái em? Dạ 1.000 cái, nhưng mà em đưa qua cái tập đây nó sẽ tăng thêm này. Đúng rồi, em xử lý augmentation nó lên là quay rồi đảo rồi đúng không? Dạ, em lên số không? Dạ, em làm mấy cái đây nữa. Em đi xài ảnh về 640 rồi tạo thêm mấy cái ảnh mà xoay gian xoay dọc. Đúng rồi. Còn nó sẽ tạo ra tầm tối đa, nó cho mình tối đa là có 2.300 tầm này. Này em đang làm trên RoboFlow hay sao? Ấy là em chỉ lấy dữ liệu thôi thầy, em xử lý cái phần dữ liệu của mình. Rồi em đưa qua cái dữ liệu ban đầu của em là em nói bao nhiêu cái? Dạ 1.000 tấm này, tầm 984 này. Rồi 900 mấy đó rồi. Ủa mà sao nhỏ như thì nhìn không thấy cái chữ. 904 hả? 984 này. 984. Thì cái 984 ảnh này là cái ảnh em chụp ở đâu đó? Hay là dạ, đâu? Ảnh là nhóm tự chụp rồi xong tự đánh nhãn luôn. Tự đánh nhãn luôn là ở đây là em chụp có bao nhiêu loại? Dạ chụp tất cả 5 loại này. Bao nhiêu? 50 hả? 555 này. 5 loại à? Thầy nói là 50 loại rồi đi. 5 loại là gồm có cái chai trà xanh với là cái chai gì nè? Dạ đây thầy, chai Mirinda màu tím, chai cái IK màu hồng, chai Dr. Thanh, chai trà xanh công độ với chai C2 này. Cái em chụp này là mỗi loại là tổng cộng là bao nhiêu chai đây? Dạ em 200 mỗi... Dạ em đưa cho mỗi bạn là tầm 200, có mấy bạn chụp tầm 150 cũng được. 200 này là có thay đổi các kiểu chụp rồi ánh sáng rồi cường độ tầm tâm lực các kiểu không? Dạ cũng có một chút, nhưng mà xong qua đây em xử lý nữa chứ không hết rồi. Nhưng mà tóm lại là trong cái bộ ví dụ như trà xanh không độ này là em mua mấy chai hay là chỉ có mua một chai thôi rồi em làm các kiểu chụp? Dạ mua một chai thôi, nhưng mà em đưa cái ảnh trên mạng giờ khác cái loại chai đây thì nó vẫn nhận diện là trà xanh không độ. Vậy nên mua chỉ có một chai thôi đúng không? Dạ có loại mỗi chai rồi. Này, thì sau khi qua cái phần xử lý ảnh thì tổng cộng là từ cái tập 984 đó, thì nó lên được là bao nhiêu? Dạ nó lên được là tầm 2.300 ảnh này. 2.300 hả?
ba là cũng chưa được nhân ba lần đúng không? Rồi sau đó là em trên anh trên trên collab này. Ừ, cái phần này là nó tốn hết bao nhiêu thời gian em chạy? Mỗi lần là em chạy tầm 100 lần e-bot đây nên là nó mất tầm hơn 30 phút mới xong. À rồi. Nhưng mà em đã tinh chỉnh các cái thông số cho nó tăng cái độ chính xác lên chưa? Có thử nghiệm cái này chưa? Dạ em cũng có chỉnh đồng để em kết nối lại cho nó mất tiêu. Em có làm lại ví dụ như cái của người ta thì em chỉ làm kiểu lấy lại cái tập nhưng mà em sửa lại thêm vài thứ. Là cái đó thì để mình trình bày sau để thầy hỏi chung cái ý chung thôi. Là có nghĩa là em cũng có sửa một số cái ở đây là đúng không? Dạ sửa những cái mình cần chim còn cái người ta thì em bỏ. Rồi còn cái trọng số đó em xong xuôi rồi em lót về em bỏ ở đâu à? Dạ em lót về em bỏ vô máy tính em chen luôn sợ để nó mất. À. Ok rồi như máy tính là ok. Đó là. Và đi tắt đèn cũng sửa vài thứ. Bây giờ em chạy thử cho nó nhận dạng được không? Nó không dạ, được. Em nhận. Thứ nhất là em cho ảnh vô trước rồi em ra kết quả là nó sẽ tự nhận ra cho đi. Còn bây giờ em test bằng camera. Rồi test thử bằng camera coi. Tiếp bằng camera thì yêu cầu là nó hơi sáng một xíu chứ không là sợ nó tối quá là nó nhận dạng kiểu sai màu hơi sai chứ. Yeah, ví dụ như sau này em khắc phục chuyện đó là bằng cách em đưa vô cái tập dữ liệu nó có những cái ảnh tối như vậy cho nó nhận dạng ra. Thầy thấy chưa thầy? Thấy rồi đấy. Thấy rồi nhưng mà hiện tại là chưa có nào rồi có cái nó lên chai là ICE ha. 0.75 cho cái chai đây là cho cái chai đây là ICN rồi là cái phần trăm độ chính xác là 75% á. Dạ đúng rồi thầy, nó hiện bao nhiêu là cái phần nó tương đối. Dạ. Bây giờ em đưa hai cái chai này cũng được, đưa hai cái chai này coi nè, hai chai khác nhau rồi. Để em kiếm trên mạng cái ảnh, để em kiếm trên mạng cái ảnh cho em cầm cái chai này. À. Do cái đây là để nó làm nó hơi nó vẫn nhận diện sai một xíu rồi. Bao nhiêu để cho đây 0.26 là ACE2 rồi em quay cái lưng nó nghiêng nghiêng lại xíu, quay tròn nghiêng theo cái camera em nhỏ à, không cái chai mà ICE của em á, em lăn cái lưng nó ra phía sau thì nó nhận dạng được không? Em lăn cái lưng ra à, đó ra Dr. Thanh à. Nó vẫn nhận diện lỗi vài thứ, lâu lâu nó vẫn nhận diện hơi cái này là do cái thư viện mẫu của em không có ảnh về những cái trường hợp này. Dạ đúng rồi, em đã thích được rồi. À, để khắc phục cái này thì em chỉ cần em đưa những cái thư viện ảnh mà mình đem lên vô nó có những cái ảnh kiểu như vậy thì nó sẽ nhận ra thôi. Dạ. Thì để làm tốt cái đó thì em phân cho mỗi bạn lấy cái tập dữ liệu rồi label cho nó phong phú thêm đi. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái hệ thống mình nó sẽ. Đây là chai trà xanh không độ mà nó em không có trong tập dữ liệu thì nó có thêm cái nhãn màu đỏ nữa này nên mình nó vẫn nhận diện. À, cơ bản là về cái hình đó là nó phần đỏ đỏ nó chiếm không bao nhiêu đúng không, phần màu xanh phía dưới thì, dạ, đúng rồi. Ừ, thì nó sẽ không có bị sai số nhiều. Nói chung là để mà tăng cái độ chính xác thì chỉ cần cái tập dữ liệu mình phải đưa cho nó phong phú lên thì nó sẽ chính xác hơn. Còn nhiều nhóm thì thấy là làm biến quá, tập dữ liệu mình không đưa có bao nhiêu dữ liệu, đưa ít khô mà nó không đủ cái môi trường ánh sáng, không có
nó đa dạng, thì cuối cùng khi mình test đi vô hệ thống thực thì nó lại có những cái ảnh mà trong cái dữ liệu thư viện nó lại không có, thì cuối cùng nó nhận dạng sai thôi chứ không có gì. Rồi thì nhóm tiếp tục nha, tiếp tục coi rồi mình sẽ khắc phục thêm ha. Dạ dạ. Ừ, rồi ok. Mời nhóm số 7. Nhóm 7 là Sĩ Nam. Dạ có. Nhập. Nhập là bán à. Nhập Khang chứ, Nhập Khang. Dạ có. Tải. Dạ có. Minh. Dạ có. Trường. Có. Nghị. Dạ có. Đức Anh. Có. Hiệu. Dạ có. Tiến. Rồi ok, rồi này, nhóm này là đủ này. Rồi thì mời nhóm trình bày đi. Dạ em xin trình bày. Dạ đây là phần code view của nhóm em. Em sẽ kết nối với phần mềm LabVIEW để điều khiển VLC hạt luôn. Em bấm start thì đèn băng chèn sẽ sáng lên. Lúc này thì trong phần mềm tiêu auto cũng cái biến băng chèn cũng được sáng lên. Lúc này băng chèn sẽ chạy. Cái này là cái việc mô phỏng thôi chứ đúng không? Cái đâu phải là cái mô hình thật bên ngoài đâu. Dạ mô hình thật thầy. Cái này là em có mô hình thật luôn. Lúc này băng chèn đang chạy, bỏ một vật lên đụng cả biến thì nó sẽ dừng lại để đo, sau đó chạy tiếp. Nhưng mà em bỏ cái khối kiện hàng của em, mấy cái vali của em, nó lên nó có nhận dạng ra được kích cỡ của nó không? Dạ cái băng chèn này nhỏ lắm thầy, chỉ mô phỏng để một vài cái vật nhỏ nhỏ thôi, còn nếu là băng chèn thật thì phải chỉnh camera lại. Nhưng mà bây giờ mình làm cái vali thật chứ, để mấy em làm cái chút xíu vậy hả? Giờ tại là mô hình thực tế, mua cái băng chèn bự thì nhóm em học đủ khả năng. Không không, cái này bây giờ có nghĩa là mô hình thực tế, mô hình băng chèn thì em làm cái này cũng được rồi, nhưng mà khi em cho cái vali thật đi qua, không cần chạy qua băng chèn này, em cứ chụp thật cái ảnh thật, em chiếu vô cái vùng của cái vali đó thôi, em nhận dạng ra thì kích cỡ cho thầy đi, em hình dung cái đó không? Có nghĩa là không cần chạy, thấy không? Yeah. Em đưa camera vô cái đó thôi, còn chạy thì em làm cái này được rồi. Chạy thì do em nói cái băng chèn qua em cần làm nhỏ nhỏ, chứ còn lớn quá thì nó tốn chi phí đúng không? Dạ. Thì em đối với ví dụ như các cái kiện hàng như là cái vali, các cái hình thù, kích cỡ thì em chỉ cần đưa camera cho đó thôi, không cần nhận dạng được, rồi nhận dạng ra cái kích cỡ cho thầy nghe coi. Các cái dạ. Kích cỡ của cái đồ thật đó nghe, nó phải là một số cái kiện đó kích cỡ là đưa cái ba lô laptop của em vô cũng được, nó sẽ nhận dạng ra ba kích cỡ đó là bao nhiêu, rồi các cái loại tròn khoảng ra bao nhiêu. Em cần test thêm cái phần đó cho thầy. Bởi vì hồi xưa là thầy tính thầy nói với em làm cái đó, chứ còn cái này chứ không phải là em làm cái nhỏ này, nhưng mà do không có điều kiện thì thôi bây giờ em test trước cái phần này trước đi, là cái phần kia thì khỏi cho nó chạy cũng được, chụp thẳng vô cái hình đó là được. Dạ. Yeah. Vậy còn mốt đi báo cáo lên trường thì sao thầy? Mốt thì em cũng đem cái phần này lên chạy thử, rồi em cũng sẽ đem cái ba lô, một số cái có ba lô vali gì đó đem theo để mà chụp. Dạ. Yeah. À, chứ còn cái đó thì khỏi cần chạy đi băng chuyền, bởi vì băng chuyền nó lớn thì mình không đủ kinh phí mình làm cái dạng đó. Dạ em hiểu rồi. Là còn cái phần anh nữa không? Dạ em làm được như đây. Rồi thôi, tiếp tục làm tiếp nha. Dạ. Rồi được rồi, em mời cái nhóm tiếp theo là nhóm số 8, Nhập Trường. Dạ có. Duy. Dạ có. Tiến. Dạ có. Kha. Dạ có. Tinh gì hả? Tỉnh gì hả? Có không?
Rồi một Nam. Dạ có. Hiền. Dạ có. Hoa. Dạ có. Cảnh. Dạ có. Thanh Hưng. Dạ có. Bạn Đinh Địch Tinh hả? Nhóm em có các bạn tên đó không? Trước giờ có tham gia nhóm không? Bạn nó có thầy ơi. Có hả? Nhưng bữa nay hình như bắn hả? Giờ nay bạn nó bận hay gì đó. À dạ. Dạ được rồi, em nào trình bày đi. À, mấy em làm xong rồi, trình bày đi một số kết quả. Dạ, em xin nghe trình bày phần của nhóm này. À, dạ, nhóm em làm sơ về phần cứng rồi, gần hoàn thiện. Đây là video phần cứng của em. Em nhấn start thì đèn nó bị sáng mà ở chế độ bình thường à. Ừ. Đang chiếm ra điểm vàng chiếm lên bên chỉ mới tình mình phòng đó thôi, còn chúng em chưa đưa được cái xử lý ảnh qua BBC. Cái phần xử lý ảnh của em là làm tới đâu nè? Dạ. Dạng thông minh cái lưu lượng phương tiện đó là em làm tới đâu? Rồi thì em lấy cái video trên mạng. Ừ. Này cái mạng thôi, còn cái của mấy em đó chứ, còn cái này trên mạng mà đúng không? Dạ, cái video trên mạng. Ừ. Nhưng mà mình tìm hiểu tới đâu là cái này làm được tới đâu rồi? Thì tụi em tính là đếm được số xi, nhưng mà so sánh tính cái lưu lượng xi chạy trong khoảng 1 phút thì nó nhiều, nó đông thì em chỉ thay đổi cái giá trị thời gian nhìn xanh nhìn đỏ. Ừ. Hôm nay là có kết quả gì chưa em? Dạ tụi em chỉ mới đếm được số xi thôi, chưa có. Cái video đang chạy này là em mới chạy demo lại như vậy thôi. Dạ. Em ra em chụp cái video, quay một video ở trong ngõ tư nào đó đây để em đem về đếm đi. Đếm thử sao như thế nào. Dạ dạ. Ừ. Em cái chừng chia ra mỗi em làm khoảng vài cái ngõ tư các cái thời điểm khác nhau là mình đem như làm dữ liệu luôn được. Đầu tiên là mình có thể lấy ra trên mạng một test, là sau đó là mình làm những video mình quay thật để mình coi cái chương trình nhận dạng của mình nó ra nó chính xác cỡ nào, độ chính xác như thế nào. Đây là cái ô tô thôi nhé, còn ví dụ như xe máy rồi người đi bộ nữa nhé. Xe máy thì cái của em nó hơi bị nhiều giờ cái đó mình là bởi vì ngõ tư nó có nhiều phương tiện à, ngoài cái ô tô thì nó còn có xe máy nữa, rồi các cái xe khác xe khác của nó nữa thì em cần nhận dạng thì test cái đối tượng nó ra hơn. Dạ nhóm em gặp vấn đề là không biết cách nào để chuyển cái giá trị này qua POC cho thầy. Cái này mà muốn nói thì em sẽ cái dữ liệu mà từ bên thân đúng không, cái đó thì em truyền thông từ bên thân nó qua UC thôi. Có nhiều cách truyền, một đó là làm bằng cái cổng 405 á, có module, nếu không có module thì em dùng bằng cái cổng truyền của nó là TCP á, truyền theo kiểu là TCP IP cũng được đó. Còn không đó thì mình dùng là Modbus TCP. À, bởi vì cái của em là VC của em là VC ngàn hai cho đó cổng RJ 45 á, dùng Modbus TCP là gì nhất. Theo cái mô hình của cái phần cứng của em có thì mình dùng cái đó là dễ nhất.
Rồi thì à được rồi, cái gì mấy em tiếp tục làm hoàn thiện cái này nha. Dạ. Mà nhóm kế tiếp là nhóm số 9. À, số 9 là hôm bữa là vắng rồi nè, nhóm này mới còn làm hay là nghĩ là Quang Hưng. Dạ có luôn. Chiến. Dạ có. Bình. Bình là bác hả? Kỳ. Nhã. Dạ có. À giống em trình bày đi. À, nhóm số 9 này có làm gì không? Trước giờ có làm gì không? Hay là cả nhóm không làm gì hết rồi bỏ rồi? Dạ có thầy ơi, bọn em mô phỏng được rồi, còn bọn em đang xử lý hẳn của mắt láp đó thầy. Có thì mở trình bày giống như các nhóm các bạn sơ bộ một số cái thôi. Dạ nhóm em xin bữa sau được không thầy? Tại bữa nay mấy em đang đi sửa rồi. Nhóm này sao đủ thứ lý do đâu vậy? À, có làm thật không thì hỏi thật không để mở thì coi, như sao hôm trước cũng không có lên được và bữa nay cũng không có lên. Dạ có thầy, nhóm mới có làm bữa hay có nói gì vậy? À, vừa rồi là thấy vắng mà, tuần trước là thấy vắng nguyên nhóm mà. À, nhóm này là cũng để thầy ghi chú lại đây, như tình hình là thầy chưa thấy gì đâu nhỉ. Dạ thầy ơi, thầy điểm danh vắng hỏa. Cái gì em? Dạ em thành viên nhóm 9 luôn mà thầy thiếu, thầy chưa điểm danh. Nào Văn Hòa là em nhóm nào? Nhóm 9 luôn ạ. Nhóm 9 hả? Hòa thì đâu có đây trong nhóm này em. Hòa là Phan Công Hòa hả? Dạ, Đào Văn Hòa là trước giờ đâu có đây trong nhóm này. Ủa em có mà. Có không? Thì coi lại cái danh sách kia thử có tay nhà em đâu giống này không? Dạ có. Em bữa giờ làm mấy bạn chiến với Hưng mà thầy. Là để thầy con. Dạ. Mở lại cái file sau này. Nhưng mà tình hình là nhóm như thế nào em? À, tình hình nhóm này như thế nào, có làm gì không? Dạ mô phỏng làm xong rồi thầy, nhưng mà mấy bạn ấy bị hư ấy. Cái gì hẹn tuần sau thầy, tuần sau báo cáo đủ luôn. Cái này là chưa bao giờ thấy mấy em trình bày đâu. Rồi Đào Văn Hòa là có nè, Đào có nè. Rồi thì bây giờ nhóm này đăng ký làm mô phỏng mà cũng chưa có kết quả gì đâu rồi. Rồi mời nhóm số 10 Kiệt. Để có thầy. À Kiệt làm tới đâu rồi? Ờ, dạ em xong phần bên ba thanh á. Hiện giờ bên ba thanh bữa em có tìm ra một cái cách có một cái cách khác là không cần phải chim ninh nữa thầy à. Nên em đang thử đổi rồi cái hướng mình đó, nên có nên code đang sửa lại, còn code thôi, làm theo cái hướng cái mạng CNN đó chứ. Dạ có mạng CNN, nhưng mà thay vì mình phải chụp hình của mình rồi phải chim cho cái máy thì người ta sử dụng mấy cái thuật toán dạng như nó nhận diện từng cái pixel, nó chia mặt mình ra thành từng cái điểm ảnh đó thầy ạ. Xong sau đó nó có mấy cái phương pháp nó nhận diện á, để mình chỉ cần lấy cái code đó về là không cần phải chia nữa. Em nói vậy là em làm lạc hướng rồi, vì cái này là mình làm cái mạng đó là giống như các nhóm khác thôi,
khác người ta cũng dùng VGG, CNN rồi gì đó thôi, còn bây giờ em làm cái kia là em làm cái phần basic cho basic là đương nhiên là thuật toán hạng dạng sử dụng thì phải lấy VCL là đúng rồi, thì cái thuật toán nào cũng như vậy mà, nhưng mà em phải cần tìm hiểu các bạn này để mình làm nhé. Chứ không phải mình đi lung tung là mình làm mấy cái cơ bản, là mình lấy mấy cái support ở trên mạng về mấy cái cơ bản này. Em cần tập trung cái nội dung chính cho thầy nha. Để đấy em diễn xuống này. Chứ không có thể chạy lung tung rồi lấy mấy cái code của cái phần cơ bản này nữa đâu. Bởi vì những code như em nói là nó là thuộc cái phần xử lý ảnh cơ bản rồi, chứ nó không phải là nhận dạng đối tượng mà dùng cái các cái mô hình như các nhóm trong lớp mình làm đâu. Rồi ok, thì như vậy là có gì thì tuần sau mấy em những cái nhóm có mô hình phần cứng thì chúng ta đem mô hình phần cứng là máy máy tính rồi đây chúng ta test thử. Rồi, nhóm mà chúng ta làm mô phỏng thì chúng ta đem máy tính rồi đây chúng ta test thử để xem kiểm tra ha. Còn cái phần mà trao đổi với các nhóm cụ thể hơn thì có gì để thầy sắp xếp cái lịch, nếu như mà thầy có thời gian thì thầy sẽ trao đổi cụ thể chi tiết với các cái nhóm ở những cái khung giờ khác nhau trong cái thời gian tới này. Còn tất nhiên khi mấy em làm đến cái tuần này là như là tuần thứ 13 rồi, theo cái lịch nhà trường mình đó thì mình sẽ học offline đó, từ ngày 23 trở đi đó, thì sau này thì có gì thì mình sẽ lên lớp mình kiểm nghiệm đó. Còn tất nhiên là có những cái phần mà mình có thể trao đổi online được đó, thì có thể là thầy sắp xếp thì trao đổi online mấy em. Rồi trong cái bữa hôm nay là mấy em có cái phần nào trao đổi thêm với thầy gì nữa không? Các câu hỏi gì không? Vậy vậy tuần sau là off hay là on hả? Tuần sau là chắc chắn offline, bởi vì cái lịch của mình là đã có cái lịch cái phòng học rồi. Dạ dạ. Vậy tuần sau là mình cầm mô hình lên mình chạy thôi. Tất cả những các cái nhóm là đều là lên cái phòng B 004 là cơ sở 1 rồi. Mình quay video luôn thầy. Quay video mô hình đó thầy, tại vì cái mô hình nó lớn rồi, mình đi nó hơi phát triển. Không đem hết lên để thầy coi chứ. Để quay đi. Bây giờ mình còn có mấy buổi nữa là bây giờ mình mới đem hết đây nè. Do mô hình em nó lớn quá thầy, mình còn chuyển. Mô hình này là mô hình gì? Chiếc lót á thầy. À thì chiếc lót thì đường nào em cũng phải có buổi, còn không thì tuần sau nữa hay đường nào mình phải đem ra dạ. Dạ, dạ. Để cho em nhóm cái nhóm một em là để buổi sau cùng á thầy, tại vì cái mô hình nó lớn thì đi rồi nước rồi còn chuyển nó khó. Quay video rồi bài đó lên chiếu thầy xem. Nói chung là nhiều nguyên tắc là mấy em phải mang hết lên trên đó để mình kiểm nghiệm đó, bởi vì từ tuần 1 đến tuần 13 này thầy cũng không có nhìn thấy mấy em làm cái phần cứng. Dạ dạ dạ. Để bữa đó thì em quay video thầy xem rồi cái để em buổi cuối cùng thì em bưng lên rồi báo cáo luôn. Tại vì nếu vậy thì cái nhóm em thì để cái tuần sau gì đó nữa là mấy em đem theo sau cũng được. Dạ rồi. Cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy ơi. Ừ thầy. Thầy cho nhóm 6 của em cũng như nhóm trưởng cho mô hình bọn em cũng to lắm. 6 này là làm mô hình gì nè? Dạ nhận phân biệt chai thầy. À mô hình chai. Rồi thì nếu vậy thì em sẽ đem cái khác trừ cái mô hình thôi đúng không? Bọn em nếu bọn mình quay video cũng được. Thì em đem cái mô hình chai thì nói, nhưng mà tủ điện rồi các cái phần máy tính rồi đem hết đây nha. Dạ, dạ tuần cuối luôn này. Tuần cuối à? Dạ, rồi thì nếu vậy thì nếu vậy nó phức tạp quá thì để tuần cuối. Dạ dạ em cảm ơn. Tuần sau thì mấy cái nhóm mà không có mô hình bự thì tụi mô hình vừa phải thì em lên hết như này. Để còn cái nhóm của hai nhóm vừa rồi thì mình đi chuẩn bị cái phần mềm thì kiểm tra cái phần mềm rồi mấy em chạy cái phần nhận diện rồi như thế nào cho thầy coi. Dạ dạ. Ừ, rồi ok, còn có bạn nào hỏi gì nữa không? Là nhóm 2 tụi em cũng xin tuần sau thầy, về đồ án của em lớn á. Ừ, cũng đóng nắp chai luôn hả? Của em là phần nắp chai. À rồi, chỉ trừ cái mô hình cơ khí thôi nha, còn lại tủ điện thì mấy em có thể mang theo hết luôn nha. Dạ vâng. Ừ, rồi thôi mấy em nghỉ nha. Em chào thầy. À, rồi thầy chào cả lớp. Chào thầy. Em chào thầy.